chẳng phải anh đâu. Chúng nó ra trường rồi, chúng nó đi làm rồi, chúng nó kiếm tiền bỏ lại mình anh rất đáng thương. Chúng nó ra trường rồi, chúng nó đi làm rồi, chúng nó kiếm tiền lẻ loi mình anh đến giáng đường. Theo thời gian anh nở muốn thêm nhiều hơn, dẫu biết đã được dặn dò đừng nhờn với bách khoa. Vô phòng thi cô kìm nén những động tác, ra vờ sai phút nhưng thật lòng tiếc tí phao. Sau lưng là tiếng nói thành tao của thầy coi thi, chúng mình anh bọn nó gắn bút nhìn nhau giọt lẽ chia ly. Để thi quá khó không làm được tròn tên đâu em, con nhà người ta điểm 10 chứ chẳng phải anh đâu. Hết nợ môn sẽ ra khỏi nơi đã, thức khóc đêm sẽ không còn ơn phơi. Phải tự đứng lên mà thôi, cho mẹ cha ơi mình quê nhà đỡ buồn. Riêng anh giờ đây cô đơn mình anh được mát thôi. Chúng nó bước ra trường về, chúng nó bước ra trường về, chúng nó bước ra trường về, chúng nó bước ra trường về. Đến rồi lại đi, mỗi một mùa thi cho cho em bao đề cương rồi thầy lại bỏ đi. Dành cho em bao nhiêu niềm đau làm của nhau, rồi thì sau gặp lại thì lặng lẽ quên em mau. Anh đã quên nợ rồi, từ ngày vào BK quên rồi, anh đã quên rồi, quên rồi. Hết nợ môn sẽ ra khỏi nơi đó, thức khóc đêm sẽ không còn non phơi. Phải tự đứng lên mà thôi, cho mẹ cha ơi mình quê nhà đỡ buồn. Dù anh giờ đây cô đơn mình anh được mát thôi. Hết nợ môn sẽ ra khỏi nơi đó, thức khóc đêm sẽ không còn non phơi. Phải tự đứng lên mà thôi, cho mẹ cha ơi mình quê nhà đỡ buồn. Dù anh giờ đây cô đơn mình anh được mát thôi. Chúng nó bước ra trường về, kiếm tiền bỏ lại mình anh rất đáng thương. Chúng nó ra trường rồi, chúng nó đi làm rồi, chúng nó kiếm tiền lẻ loi mình.